Xin chào các bạn. Hôm nay Kali sẽ chia sẻ cho các bạn một bí quyết. Bí quyết này Kali nghĩ là tất cả các chị em phụ nữ ai cũng đều mong muốn có được. Ai cũng muốn mình có được vòng một gợi cảm, nhấp nhô và có thể mặc được những chiếc áo quyến rũ. Tuy nhiên thì không phải ai cũng được trời phú bẩm sinh có được vòng một đẹp hoàn hảo, cho nên là chúng ta cần phải có bí quyết. Và hôm nay Kali sẽ chia sẻ bí quyết cho tất cả các chị em phụ nữ để chúng ta có thể có được một đôi gò bồng thật là hoàn hảo để có thể giữ vững được hạnh phúc gia đình nha. Trước đây thì Kali đã từng chia sẻ với lại các bạn một sản phẩm mà Kali đã từng dùng và đến nay Kali vẫn duy trì sử dụng sản phẩm đó. Đây, giới thiệu với mọi người. Đây là viên uống ngọc nhũ nương. Nghe ngọc nhũ nương là mọi người có thể liên tưởng đến được sản phẩm này bổ trợ cho gì rồi ha. Thật sự thì Kali đã uống ngọc nhũ nương này được một thời gian khá là dài rồi mọi người. Bởi vì năm nay Kali cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Phụ nữ sau 30 tuổi thì về vấn đề nội tiết tố sẽ thay đổi rất là rõ rệt. Không còn được sản sinh estrogen nhiều nữa. Mà estrogen là gì? Là một cái loại hormone nữ rất là cần cho người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ có được điệu đà, có được quyến rũ, có được đẹp, có được trẻ thanh xuân hay không là đều nhờ vào cái estrogen đó. Và đây là ngọc nhũ nương, một loại thảo dược, có thể nói là tất cả những thảo dược thiên nhiên như là sâm tố nữ nè, rồi collagen nè, với lại cao cam thảo nhiều lắm. Kali sẽ một lát nữa Kali sẽ cho mọi người xem cái thành phần bên trong của nó. Cái sản phẩm này á thì Kali uống được hơn một năm nay rồi, cho nên là mọi người nhìn thấy vòng một của Kali khá là ổn đúng không? Nhờ có ngọc nhũ nương mà Kali rất là tự tin, bởi vì cái sản phẩm ngọc nhũ nương này á được công ty GHB nghiên cứu rất là kỹ, mà nữ CEO của công ty GHB chính là cô gái rất là đẹp, rất là dễ thương, Ngọc Trinh. Thì Ngọc Trinh đã cho ra mắt cái sản phẩm ngọc nhũ nương này để Kali giới thiệu cho mọi người cặn kẽ hơn nha. Tại vì hồi xưa khi mà Kali chia sẻ ngọc nhũ nương thì có rất là nhiều người, rất là nhiều khán giả đã hỏi Kali, nhờ Kali tư vấn. Nay Kali muốn quay clip review này để giới thiệu cho mọi người có thể rõ hơn được một chút xíu. Mọi người xem nha, một cái chai ngọc nhũ nương rất là dễ thương, màu hồng, cái hộp cũng màu hồng nữa. Tại sao là nó lại có một màu hồng phấn rất là xinh, rất là duyên dáng như thế này? Là do nữ CEO Ngọc Trinh thích màu hồng cho nên cô ta đã cho ra mắt cái sản phẩm này cũng màu hồng phấn rất là dễ thương. Bên trong là một đây, khi mà các bạn mua hàng ngọc nhũ nương chính hãng thì các bạn sẽ thấy được nó có tem chống hàng giả nè, rồi có mã vạch để chúng ta có thể xác nhận được sản phẩm này xuất xứ từ đâu và có phải là hàng chính hãng hay không. Bên trên cái nhãn này nó cũng phải có cái niêm yết như thế này nha mọi người, để cho chúng ta xác định được đây là hàng đúng chất lượng. Đây là những viên thuốc ngọc nhũ nương. Viên thuốc của nó màu đỏ, có màu đỏ thì thành phần của nó gồm có sâm tố nữ nè, rồi cao cam thảo, collagen, rồi có một cái thành phần nữa là Kali không nhớ được hết, tại vì nhiều thành phần lắm, như là cao bồ công anh nữa nè, tinh dầu hạt nho, với lại isolavon. Tất cả những thành phần này đều là những dược liệu thiên nhiên nha mọi người, 100% là từ thiên nhiên hết, không có cái nào là
có quá chất cảm, cho nên Sally rất là an tâm để uống cái ngọc nhũ nương này, bởi vì nó không hề có tác dụng phụ, và những cái thành phần được chiết xuất từ những thảo dược quý hiếm như mà Sally vừa kể với mọi người á, thì nó bổ trợ cho chúng ta rất là nhiều, từ việc kích thích vòng một của chúng ta được nở nang ra thêm, rồi được săn chắc hơn và chống tình trạng là mau chảy xệ. Đối với những người phụ nữ mà sau 30 tuổi như Kali thì khi mà nội tiết tố thay đổi thì nó cũng sẽ làm cho cái phần ngực của chúng ta nó cũng mau chảy xệ, nói chung là nó sẽ không được đẹp. Và Kali rất là tự tin khi mà Kali dùng sản phẩm ngọc nhũ nương này. Hôm nay thì Kali chia sẻ để cho các chị em phụ nữ, những ai đang có nhu cầu muốn làm đẹp và đang có nhu cầu muốn vòng một của mình trở nên quyến rũ hơn, trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người bạn đời của mình, thì Kali khuyên các bạn là hãy dùng ngọc nhũ nương. Đây là một sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe, và cam kết công ty GHB cũng như là nữ CEO Ngọc Trinh có luôn cả một cái phần giấy cam kết. Đây nè, đây là giấy cam kết. Nếu như mà các bạn sử dụng ngọc nhũ nương mà các bạn phát hiện ở trong ngọc nhũ nương có chất cấm, có những cái chất mà gây hại cho sức khỏe, thì công ty sẽ đền bù cho các bạn 100 triệu trên một phiếu này. Và nếu như các bạn đã sử dụng được rất là nhiều cái sản phẩm thì các bạn có được rất là nhiều phiếu, cứ mỗi phiếu là 100 triệu. Cho nên các bạn cứ an tâm mà sử dụng ngọc nhũ nương nha. Chắc chắn là khi mà các bạn sử dụng ngọc nhũ nương thì vòng một của các bạn sẽ được nảy nở. Tuy nhiên thì Kali cũng nói trước luôn là cái sản phẩm này là một sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên là cái hiệu quả của nó cũng từ từ, chứ nó không có cấp tốc nha mọi người. Mọi người khi mà sử dụng cái ngọc nhũ nương này á, mọi người cũng đừng có vội vàng hỏi là chị ơi tại sao em uống 1-2 hộp rồi mà em vẫn không thấy hiệu quả gì hết. Các bạn đừng vội vàng mà hãy từ từ cảm nhận. Chúng ta uống một liệu trình là từ 3 đến 6 tháng và cũng phải tùy theo cơ địa của mọi người hấp thụ cái sản phẩm nữa nha mọi người. Cái ngực của chúng ta, cái dòng ngực của chúng ta có thể nảy nở thêm từ 2cm đến 8cm tùy theo cái độ hấp thụ và tùy theo thời gian sử dụng ngọc nhũ nương của mọi người nữa. Kali muốn chia sẻ để cho các chị em phụ nữ của chúng ta có thể có thêm một cái sản phẩm, một cái dược liệu quý hiếm mà chúng ta có thể bổ sung giúp cho chị em có thể giữ được vẻ thanh xuân cũng như là tăng kích thước vòng ngực của mình một cách hiệu quả và an toàn. Quan trọng hơn hết là có thể giữ lửa được hôn nhân nha. Bởi vì người phụ nữ thì nói gì nói chúng ta vẫn phải luôn luôn biết cách chăm sóc cho bản thân của mình. Thì trong mắt của anh xã, mình sẽ luôn luôn đẹp hơn và sẽ không làm cho anh xã nhà mình chán. Giá của sản phẩm ngọc nhũ nương thì một hộp của nó là Kali mua là 1.290.000. Các bạn có thể sử dụng liệu trình của nó là từ 3 đến 6 tháng. Và sau đó thì các bạn có thể duy trì để cho khi mà chúng ta đã đạt được hiệu quả rồi thì chúng ta cần duy trì để cho cái hiệu quả mà mình đã có được rồi nó sẽ giữ được lâu hơn và bền hơn. Giống như là khi mà các bạn uống khoảng 3 đến 6 tháng cho cái liệu trình mà chúng ta cần sử dụng thì sau đó các bạn có thể sử dụng 1 tuần 2 đến 3 lần. Mỗi một ngày á thì các bạn uống từ 2 đến 4 viên và chúng ta có thể chia liệu trình nó ra để chúng ta sử dụng. Đến khi mà đạt được cái mong muốn của chúng ta rồi thì chúng ta có thể giảm dần liều lượng, một tuần là 2 đến 3 lần chúng ta sử dụng thôi, để chúng ta duy trì được vóc dáng, duy trì được vòng một của mình săn chắc, đẹp, và duy trì được làn da của chúng ta cũng đẹp, tóc đẹp. Nói chung cái sản phẩm này là một sản phẩm giúp cho
điều hòa nội tiết tố và giúp cho phụ nữ của chúng ta giữ mãi được vẻ thanh xuân. Kali chúc cho tất cả các bạn sau khi dùng Ngọc Nhũ Nương thì có thể giữ được vẻ thanh xuân của mình, đặc biệt là các bạn có thể có được một cái vòng một như ý muốn của mọi người nha. Chúc cho mọi người luôn trẻ đẹp và luôn luôn tự tin.